Đấy rồi, À, lò, ngăn lò. Đấy. Ở Đại Xuyên, Phú Xuyên là cái chợ gia cầm. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đấy nó tập trung nó buôn hết các loại đấy, một cái nó vịt ngan gà. Như cái chợ luôn. À, thế là này được bao nhiêu ngày tuổi rồi ạ? Cái này hôm nay 7 ăn vẫn ăn kém. Hôm nay là còn đi lại nhiều này. Bình thường là ăn bao nhiêu? Hôm khỏe nhất ăn bao nhiêu bao? Hôm khỏe nhất là nó ăn hơn 4 bao, 4 bao. 500 là ăn 4 bao à? Không còn 500 nữa rồi, còn 450, 470 thôi. Nhưng mà từ hôm đấy giờ xuất chết làm mặt, chắc giờ còn 450 thôi. Con đàn này bé nó bệnh thật gì không? Bệnh, ui giời, bệnh dã man luôn. Tiêm mấy mũi? tiêm thì chị không tiêm nhiều đâu, nhưng mà kiểu như mình chăn mình cũng sau chết 2 ngày liền là nó chết một phát là hơn 100 con. Thế chị mi hôm ấy chị điện cho em này, xong lại điện cho cái lão nó lên đi nó bắt ngan của chị ấy. Rồi. Nó còn bảo nó điện cho giám đốc này nọ, nói chung là nhiều lắm, nhưng cuối cùng rút cục lại chị điện cho cái đây. Ôi đàn này bị nào mà lùm cồm này? Đấy thì là nó gì nhỉ, nó ngan giống nó đẻo kia, cái chuồng bên kia cũng thế đấy em. Đây này, về tại Đại Xuyên đấy. Giống mình bắt của lò chứ có phải là của viện đâu. Phú Xuyên đấy. Lò. Nhà nó chả biết nó bắt của ai, nhưng mà chị về tận đấy rồi. Thế à, lò, ngan lò. Đấy. Ở Đại Xuyên, Phú Xuyên là cái chợ gia cầm. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đấy nó tập trung nó buôn hết các loại vịt ngan gà. Như cái chợ luôn. À, thế là này được bao nhiêu ngày tuổi rồi ạ? Cái này hôm nay 72 ngày. Không, 72 như em lên đường à? 72 ngày nó cũng phải to. Em ơi, nó phải vào một tuần nay là nó bị bệnh rồi. Nó lông xếp xếp này, khả năng dụng. Nó biểu thế nào chị, mới gần đây ạ? Đấy, nó cứ ỉa phân xanh, nhưng mà chị cho uống thuốc mấy ngày hôm nay là cái hôm chị điện cho em ấy. Vâng. Chị, cách đây 3 hôm rồi chị điện cho em thì em bảo là khả năng là bị đầu đen ấy. Đầu đen. Thế là em chị ra chị mua thuốc đầu đen cho nó uống. Hôm nay nữa là 4 ngày, hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Thì là cái phân xanh đấy là giảm đi nhiều rồi, không có rồi. Nhưng mà con vịt, con ngan vẫn ăn kém. Hôm nay là còn đi lại nhiều này. Bình thường là ăn bao nhiêu? Hôm khỏe nhất ăn bao nhiêu bao? Hôm khỏe nhất là nó ăn hơn 4 bao, 4 bao. 500 là ăn 4 bao à? Không còn 500 nữa rồi, còn 450, 470 thôi. Nhưng mà từ hôm đấy giờ cứ chết làm hoặc, chắc giờ còn 450 thôi. Con đàn này bé nó bệnh thật gì không? Bệnh dã man luôn. Tiêm mấy mũi? tiêm thì chị không tiêm nhiều đâu, nhưng mà kiểu như mình chăn mình cũng biết rồi đấy. Thế là mình cũng phòng thuốc cho nó cũng đỡ, nhưng mà tóm lại cái giống nó kém. Giống nó kém. Thế là mấy ngày nó ăn mấy bao? Cái hôm có mà từ hôm đến giờ một ngày một đêm còn không ăn hết 2 bao cám. Thế là dụng lông đàn này phải dụng nó hơn nữa. Thế à? Dụng lông hơn nữa. Này là vì con ngan nó giảm ăn bao nhiêu thì dụng lông bấy nhiêu. Thế nên lông xếp xếp thì nó dụng ngược thì là dụng đấy. Để bắt đầu dụng này có về dụng này. Đợt vừa rồi nồm ẩm bị rất nhiều, bị cực kỳ nhiều luôn. Đấy, nên là ngan to, bị ngan to, ngan bé, bị ngan bé. Hôm qua vợ em đi bên Hiệp Hòa có đàn đến ngày bán rồi. Cái đàn kia của chị dụng lông dã man, xong bắt đầu là chết nhiều như chị mổ ra. Đàn đến ngày bán rồi mà có toàn em cô ly. Đàn này thì đẹp, đàn này em qua ở... Đây, đàn này đến ngày bán rồi phải tiêm. 4,7 cân phải tiêm rồi. Cũng như là chị luôn. Đấy, đàn này đẹp đây. Đẹp hơn của chị nhiều. Ngan viện đấy, nhìn 10 con đều cả 10. Đây em mới không bắt được. Thế à? Đấy, thế anh nhắn tin cho em là để hỏi số điện thoại, mới bảo nhờ em bắt giống ấy, thì thấy anh bảo là em bảo em không bắt được mà em chỉ cho số điện thoại thôi. Thế nhưng mà chị điện cho họ thì họ toàn bảo là nhà em không có ngan. Xong là con số điện thì lại bảo là ngan của bọn em thì khó lắm, không đủ ra thị trường những cái chỗ người ta chăn quen rồi. Rồi, ok. Hiểu. Thế mới không lấy được, thế là chăn vịt mới thật với em. Chăn gà, chăn vịt chị đến giờ 10 năm nay rồi đấy. Ừ. Con ngan là chuyển sang lâu chưa chị? Mới đàn này đại để là chị vào 501 là hai đàn này là 2000 con này. Đến là được bán được 1000 rồi. Ừ. Nhưng nhìn trước có được không hay là không, cũng chết đầu con nhiều, cũng bắt ngan ngoài. Nhưng mà ý là không lỗ. Nhưng mà lãi được nhiều không? Được đúng 1 triệu. Nhục chưa? Nhục quá. Mất công. Đấy. Lãi một giờ phần. Này đến hai đàn này không khéo lại nhục nốt này. Cái phân là mình thải ra cái ao bèo kia. Ừ đấy. À. Vừa rồi bèo nó tốt lắm, nhưng mà anh đang tính thả cá, bởi chưa... vì trên kia nó có cái đập nó chuyên có nước xuống. Thế là anh bảo là nó có nước xuống, nó có nước thay ấy, thì anh bảo thả mẹ cá vớ vẩn vào anh mới phun bèo chết đi, chứ còn không thì mình để cái lớp bèo nó phủ để nó đỡ ô nhiễm ra hàng xóm ấy, nó đỡ. Ok đấy. Được, em thì chưa biết, nó cho mẹ em nói chuyện qua anh chị qua điện thoại Zalo thôi. Còn bây giờ em lên gặp chị để giải quyết. Thế bây giờ em như nào? Vướng mắc. Như em cái đàn ngan này em hộ chị kiểu gì?
Đan này thì chị chữa rồi, chữa xong như thế là chữa đúng phác đồ rồi nhá. Còn bây giờ là nó giảm ăn bao nhiêu thì nó rụng lông bấy nhiêu. Nên là bây giờ cứ nuôi lại thôi, con nào có lông thì bán trước. Thế thì đó là mình rút kinh nghiệm cho đàn sau, con này không xử lý gì nữa, xử lý rồi còn gì nữa. Thì đàn sau thì mình sẽ bắt giống chuẩn hơn này, quy trình nó sẽ ngon hơn chẳng hạn, thì nó đỡ chứ nuôi như chị này chết đấy. Đúng rồi. Đàn này đúng. Em giúp chị xem giống má kiểu đéo gì ở đâu, giới thiệu chị ra nào. Em không bắt cho chị thì em giới thiệu xem okay, có okay, bắt được không. Ok, được, đàn này để không làm nào được. Thế là khó khăn nhất là của chị về con giống đúng không? Đúng rồi. Về tận nơi rồi, về rồi, xem đây, rồi. Đây là về rồi, về tận nơi rồi đấy mà cuối cùng nó cho đàn này với đàn kia vẫn không được. Chị về tận nhà luôn đấy. Lò nhà người ta là nhà lò, lò ấy. Nhà lò luôn đấy, vào cả hai nhà luôn. Bọn em bây giờ toàn bộ 100% bắt của viện Thụy Phương Đại Xuyên. Thì em chị bày chị cách bắt. Thứ năm này về hơn 1.000 ngan trắng rồi, về hơn thứ năm này. Xuống giá chị em bắt 38, thứ phiên hôm nay, à phiên hôm qua còn 35 rồi đấy. Nhưng nói với chị kể cả 40 thì vẫn bắt. Không, tức là như này em ơi, chị chăn bao nhiêu năm nay rồi, không bao giờ chị phàn nàn về cái giá cả con giống. Quan trọng là nó phải chuẩn. Đúng rồi. Lúc chị bắt bất kể mi một ai chị cũng bảo như thế. Là, thế là như này là bây giờ mình chỉ có chăn lại thôi đúng không? Vâng. Thuốc là chị cho như thế rồi đấy. Thế thôi, bây giờ chỉ bổ sung thêm, đặc biệt là men tiêu hóa, men giải độc gan. Rồi. Có chị lấy rồi. Những cái chuồng này anh chị làm lâu chưa? Làm hết bằng cái năm lèo luôn cái năm 3 năm trước đúng không? Năm Covid à? Cái lúc xuống là 6 năm. Đây. Bước qua đây. Đến lưới thì lưới kéo xong nó dí hết này. Đấy. Nhà em cũng làm từ năm 2020 đấy mà vẫn còn nguyên, cái bên Nam Định ấy. Cái này chị cứ hay ở ngoài xong mình quanh năm ngoài, như này luôn. Ở ngoài của em cũng không dỉ đâu, cái lưới Nam Định ạ. Hai phết. Đây. Cái này dụng rồi. Mà 100% là lây, 100% lây từ bên kia sang. Chả chạy đâu được cả. Cái này là cũng 500 à? 500 mà chết vãn hết rồi. Chết từ lúc bao nhiêu ngày à? Tức là cái đàn này lúc bé chị úm được 5 ngày tuổi. Nó chết một phát 120 con luôn. Ui, nó đẹp dã man luôn nhá Tùng ơi. Được ngày thứ 4 đến tối hôm ngày thứ 5 thì là chị thấy phát hiện một con. Thì nó còi nó bé thì chị bảo là chắc là con này nó còi bé thì hôm nay 4-5 ngày nó không ăn thì nó chết thôi. Thế là hôm sau chết 2 ngày liền là nó chết một phát là hơn 100 con. Thế chị mi hôm ấy chị điện cho, cũng điện cho em này, xong lại điện cho cái lão nó lên đi nó bắt ngan của chị ấy. Nó còn bảo nó điện cho giám đốc này nọ, nói chung là nhiều lắm, nhưng cuối cùng rút cục lại chị điện cho cái thằng mà nó chuyên làm thuốc gà cho nhà chị ấy. Nó bảo bây giờ cô ra cô mua cái viêm gan, à vaccine viêm kháng thể viêm gan sữa ấy, cho uống. Thế là bắt đầu là cô chị ra chị mua tiêm 2 ngày liền vẫn chết như thường. Thế bắt đầu lại điện lại bảo nó cái thì nó bảo bây giờ chị tiêm cái dịch tả với lại cái xét cộng vào với nhau. Thế là đến ngày tiêm thứ 8 tiêm phát tịt luôn Tùng ạ. Xét bột đấy. Chết hết rồi, chết còn kém rồi. Sợ thật. À cái này để... Bởi vì là mấy ngày tuổi nó đẹp mà mình không ngờ là nó bị như, nhanh như thế. Hôm nay là được 40 ngày chưa ạ? Hơn rồi. To bằng như con to ấy. Đáng nhẽ nó phải như con chết to. Chắc bắt cùng của tao nhỉ? Rồi. Bắt cùng đàn của em. Bắt cùng cái đàn 1.200 Thụy Phương của em. Đấy, cũng được này. Đúng không? Cũng được đúng không? Ba mấy đấy ạ? À? Ba mấy đấy ạ? À? Hôm đấy bắt cái đàn này 31 đấy. 31 à? Nhưng mà chính xác là nó bị cái vấn đề rụng lông bệnh nặng như thế từ lúc nào ạ? À? Bị... nó bị trước cái đàn kia, không phải đàn kia lây sang đâu Tùng ạ. À. Đàn này lây cho đàn trong? Có khả năng. Đàn này nó cũng bỏ ăn kém ăn à? Không, vẫn ăn bình thường. Ăn bình thường? Ừ. Tiêu chảy chỉ tiêu chảy thôi? Ừ. Cái phân của nó cũng chỉ như này thôi nhá, chứ nó không bị không nặng, không nặng như đàn kia. Không bị như thế. Cái khả năng đàn này nó bị đây, nó có cái ít phân vàng này, nhưng mà cái này nó gọi là tiêu chảy thông thường thôi. Đấy thì chị về thấy như này thì bắt đầu hôm qua chị mới lại cho nó khẩu trùng này. Mới đầu đen chị cộng vào để cho nó uống này. Đấy chị sợ là bởi vì là không phải đàn này bị rụng lông thôi chứ nó lại không phải đàn này như ngon. Đàn kia. Đàn này nó rụng lông nhưng nó không rụng lông cánh. Đấy, đàn này nó rụng có trật tự, không phải không có vô tổ chức như đàn kia. Nhưng mà cũng chán, thì thò bé lông cô mẹ chán. Đấy. Còn thế mẹ con qua con. Bảo là xem đang cầm điện thoại vô tình gặp em đang đi trên đường rồi, muốn lên trên này cái bỏ điện để em cố gắng. Bây giờ anh chị khiếp thì cho đàn 4 cái lù, 4 cái này dọa nhau này chết. Ôi nhưng mà em nếu mà vịt 1.000 vịt thì em bảo một ngày nó ăn hết chục bao không đổ bằng cái này thì con, ngày nào cũng đổ. Đúng rồi, con ngan bên em cứ cho vào những cái máng số sơn này. Có, chị có những cái sơn kìa. Đấy, cũng, có cái nhiều. Này cũng được thôi nhưng nó nhiều quá. Lúc vịt ấy em 4 cái chuồng như này có thời điểm chị lên đến 8.000 vịt thì em biết đấy, 4 cái chuồng này.
thế đâm là một ngày mình đổ nhiều cám quá chị mới làm cái thùng to này, còn cái thùng sơn kia nhà chị phải có 60 cái. Đúng đúng đấy, em thấy treo bên kia mà. Đấy, nhiều con ngan luôn. Thì không cần này đâu, con ngan nó ăn mấy mà. Cám mới cho nó ngon. Nhưng mà không, chị không đổ nhiều đâu, chị chỉ đổ đủ ăn trong một ngày thôi. Chứ chị cũng không đổ nhiều, như vịt thì mới đổ nhiều để ăn đủ ngày hàng chục bao, nhưng mà ngan này cũng này được chị nhé. Ngan này cũng được. Nếu mà nhìn kỹ là nó cũng có thịt, nhưng có cái là cái ngan lò nó lùm cơm, con to con bé này. Nó cái không chọn kỹ. Nó không phải lấy trứng một nhà đâu. Nó lấy trứng mấy nhà, chị đúng. Nghĩ là như thế nó mới không đẻ. Là vì chị phải hỏi tính rằng nó là cái đội buôn. Đúng không? Thì nó nhặt từ người kia sang tay cho chị là kiếm 1-2 nghìn. Đấy kiểu mình hiểu hôm nay là thế. Mà như những con to đứng là nó cũng trông nó cũng mũm. Nó có thịt ấy, nghĩa là nó có thịt, nó có khung. Rồi. Đấy, nhưng mà nhìn nó lông côm nó đấy, chán nó thôi. Nó không đều ngan. Mà xuống tận nơi. Khu này chăn nuôi quá thuận, nuôi gà nuôi ngan thuận. Đấy, vì nó có bãi thả rồi, nước nguồn nước ở đây có nhiều chị giếng đây thoải mái luôn chị phụt mái cả 4 cái chuồng ok luôn. Đúng rồi, nguồn nước thoải mái mà không gian rộng rãi, đất bằng phẳng rồi. Nhưng mà nuôi thải xuống này giếng nhà chị coi như đến mùa hè là chị cứ chỉnh cho 4 cái chuồng này mái to thoải mái luôn, còn phải cho bớt xuống bể chứ không lên mái là to quá đấy. Nhưng mà nuôi phụt được cả 4 cái chuồng nuôi là luôn. Vẫn chưa thành công. Không, năm ngoái thì lỗ vịt. Đấy, lỗ năm vịt. Nay thì ngan bệnh. Hai năm Covid thì lỗ gà. Em bỏ nuôi năm thời điểm 6.000 gà mà xít gọi là 5 tháng rồi mà em bỏ bán giá 42 thì em bỏ chả chết. Chết nhe răng rồi. Vừa rồi lại dính mấy vạn vịt nữa. Đấy. Xong giờ ông này ông chán ông bỏ xem toàn xem cái video của em ấy. Okay. Ông chưa đầu tư lâu chưa anh? Cái này đầu tư mất 5-6 năm rồi. 5-6 năm à? Hồi vốn được thoải mái rồi chứ đúng không? Ôi giời, càng làm càng nợ nhiều. Sân chuồng rộng nuôi ít thế. Thì đã bảo là vừa rồi sợ nghỉ mà. À, kia là mỗi bục mấy trăm chuồng. Đến tháng riêng, năm ngoái vịt rẻ là mình nuôi liên tục đúng không? Đây, bục mấy trăm triệu luôn. Thế là từ tháng riêng nghỉ về mới dám vào này. Tiền luôn. Cái chuồng này làm thì chi phí động rẻ thôi đúng không? Rất rẻ. Mà làm 5 năm em rồi, cái sàn này làm lâu chưa? Cái sàn này thì cái chuồng thì làm lâu rồi nhưng mà tinh nuôi gà thôi, giờ chuyển sang nuôi vịt thì làm được năm nay là sang năm thứ 3 rồi đấy. Năm thứ 3 mà vẫn nuôi còn nguyên hơn nhỉ? Khỏe chưa? Đây. Đây cũng khỏe đây. Mà chi phí rất rẻ chứ đúng không? Chi phí này rất rẻ luôn. Chi phí cây này nó rẻ. Đúng rồi. Không bằng chuồng chú được. À không. Chuồng em là chuồng kiểu đội rửa tiền thôi. Ngày nào cũng mơ, chỉ làm mơ cái chuồng làm như của nhà Tùng ấy. À, chỗ đấy chi phí nó cao nhưng mà vận hành nó nhàn hơn, nó sạch sẽ hơn. Đấy. Mà nó được bền. Thôi mà thực ra cái này nó phải được 3 năm nữa chứ. Ở trong nhà này nó không có hỏng. Đấy. Không. Em đang định làm ở trên này mà em định mở một cái trại ngan ở trên này. Thì em cũng đang định làm như thế này thôi để thu hồi vốn nhanh. Nói chứ không... Để thu vốn nhanh. Đúng rồi. Chứ bây giờ mà đầu tư lớn ra quá còn lâu thu hồi được vốn. Mà đầu tư y như thế này thì chỉ khoảng tầm nó đúng chỉ một lứa ngan là hồi được vốn luôn. Đấy. Thì sau đó có cái sàn này cũng không rẻ mà. Có, em đi cây 8.000 một cây, 9.000 một cây. Đấy. Trước mua bao nhiêu để lên nhỉ? Trước 3 năm trước thì đến cái gì. Cái là cây già. Tầm đấy. Cái tầm đấy đấy. Chú bây giờ nó đang bán thế mà. 100.000 một bó sao ấy nhỉ? Đúng rồi, 10 5m3. 10.000 một cây. Tính bó mới tính cây là 30.000 một cây. Phải 10.000 nữa, to hơn. Cứng hơn. Đấy nếu mà làm cây này. Dài tầm 4 đến 5 mét lắm. Chỗ này của mình chắc được khoảng tầm 400 mét đấy nhỉ? 300 à? 300 mét. Nếu mà nuôi căng phải được 2.000 vịt. 2.000 vịt. Khu này nuôi ngan mới là tuyệt vời này. Đằng sau này là cái gì đấy ạ? Ao này để phân chứ làm gì nuôi cá. À. Ao. Đấy. Đây là có bạt, bình thường là co lên cho nó thoáng lên, đây lại cho xuống. Được. 300 m. Đấy cái chỗ này là ánh nắng nó vào đây, thì cái này nó bị giòn này. Đấy, bị màu nó khác rồi. Đấy, còn ở trong này vẫn ngon, trong này thì còn lâu mới hỏng, cũng hỏng được. Nước đều chả. Này làm gì được nghìn ạ? À? Đúng rồi. Giống ở đâu đây ạ? Giống của Lý á. À, thế vẫn lấy 2D của anh Lý à? Chạy mật. Em chơi với anh Lý từ năm 2019 ạ. Được rồi, nghỉ từ tháng
tháng riêng đến giờ, xong giờ mới bắt đầu vào đàn này. Thế hôm mới điện cho nó bảo em xem nào, chưa chị lấy một đàn vịt của em xem nào bảo, nhưng mà lấy vịt của em phải lấy cám đi. Đúng, đúng rồi. Ừ cũng được. Thế là hôm lấy một đàn này xong là độ một tuần sau thế là lại vào thêm 500 thì hôm này, anh thì nó bảo là chị ơi, giờ vịt đang rẻ chị cố vào đi, vào 2.000 nhưng mà không còn tiền chị vừa lấy cám thôi lấy 1.000 được. Thế là hôm đấy lấy 1.000 có 8.000 đồng một con thôi. 8.000 đồng một con. Nhưng phải ăn cám hay đi. Ừ vẫn phải lấy cám rồi. Thấy rõ. Đẹp chưa? Bé em chả có. Có 16 ngày thôi. 16 ngày đấy. Buồn 16 ngày khiếp nhỉ. 16 ngày rồi sợ nhỉ. Em đang nói phải hai mấy ngày. Không. Hôm nay mới là 16 ngày. Con thường thì nó vịt nhàn nhưng có vẻ là giá cả nó biến động chán rồi. Nó lên xuống nhanh. Như chứng khoán. Thế nhưng mà không biết là vì vịt thịt trời này rồi. Đang lên rồi chị ạ, đang lên. Lên à? Khu em bán xe máy là 40 đấy. À, vịt cánh, cánh. Thế. Hôm ông không ra thì chị ở dưới Hiệp Hòa bán có tên một tuần rồi là ông bán 31 đấy. Ở dưới Hiệp Hòa ấy. Thế thì chắc là lại lên rồi. Thôi vịt thì đúng các anh chị mà nuôi con này ăn cám này thì không phải nghĩ ngợi gì. Nó là số 1 rồi. Kẻ con giống là số 1 mà cám nó là số 1. Giống công ty mà. Không chết được con nào. Nói chung là anh lấy toàn hàng công ty thôi. Vâng. Nó là số 1. Mình không ý kiến đến con này. Còn bị Epoly chết nhiều lắm. Là hơn mấy tiên 500 con. Là có toàn Epoly 5 gói thức ứng. Thầm trăm gần 10 năm. Một đầu tiên của nó 8 ngày tuổi. Còn đâu một ngày tuổi là mình tiêm với thịt mỏ tiêm gan đấy. Cái lọ thuốc đấy là nó hai loại bệnh luôn. Thế mà hết 600 không hết 80.000. Đấy.